Mày phải biết là mẹ mày chết khi đẻ ra mày. Bố. Mày phải biết thế mà sống cho nó đàng hoàng con ạ. Con chưa bao giờ đòi được sinh ra bố ạ. Là ai? Ai đã muốn có con? Con muốn sinh ra không có mẹ à? Mọi người đến với mình rất là nhanh. Với cả đến nhanh như thế nhưng mà em lại chưa hài lòng lắm về những cái tập đầu hoặc là trước phim đầu tiên mà em quay. Em chưa làm hết mình, em nghĩ thế. Em có thể làm tốt hơn nên là cái việc mà mọi người đón nhận mình nhiều quá là làm em khá bất ngờ và xúc động. Bất ngờ á? Em chẳng biết diễn tả thế nào ấy, nhưng mà cái gì cũng khiến em bất ngờ cả. Nhưng mà dần dần cũng quen, với cả nó cũng có định, tức là nó có rất là nhiều cái comment hoặc là cái bài viết giống nhau ấy, nên là em không còn lạ gì nữa. Thế nghe đợt đầu thì em có tương tác với mọi người và các em thả tim tất cả các comment và các cái bài viết liên quan đến em ấy. Nhưng mà sau này thì nó nhiều quá rồi em không tải được. Thế là em vẫn muốn tương tác với mọi người bằng một cách nào đấy, nên là thỉnh thoảng em vẫn trả lời mọi người, trả lời chung. Em đọc hết nhưng em không thể trả lời hết được. Em không đọc thiếu cái nào cả. Có những cái em muốn trả lời nhưng mà em không thể trả lời được, vì nếu em trả lời một người thì em phải trả lời tất cả. Làm thế thì không hay. Mặc dù rất là trân trọng những cái giây phút mà người ta bỏ ra để nhắn tin cho mình này, bỏ ra để comment này, tất cả các thứ đều rất là trân trọng, nhưng mà việc trả lời thì em nghĩ là khán giả cũng hiểu cho em được. Tại vì là nó có một cái cá tính khác với mọi người trong phim. Và nó còn trẻ. Tức nghĩa là những cái vai trẻ thì ít cá tính quá như vậy. Không những thế mà lại còn sống tình cảm này, có thể mang lại cảm xúc nhiều cho người xem. Và đôi khi những cảnh vui lại mang lại cảm xúc thoải mái. Em nghĩ thế. Và thoại nữa. Em phải cảm ơn các chị biên kịch là các chị viết thoại cho em rất là hay. Không phải những cho em nhưng mà cho những người khác nữa. Nhưng mà cái câu của em nó đều là cái câu kiểu anh hùng ấy, đạo lý. Nhưng em nghĩ là khán giả cũng rất là thu hút bởi những cái câu slogan ấy. Em thích câu mỗi thằng con rể đều cũng xoắn cả lên. Tha thứ cho một kẻ không ra gì thì không phải là lòng vị tha mà là tột đỉnh sự ngu dốt. Đúng mà. Việc mà rất là quan tâm đến gia đình, rất là yêu thương bố và các chị nhưng mà lại không bao giờ nói ra, đi hành động này, đi làm những cái việc mà tốt cho người khác, không nghĩ đến bản thân mình. Em nghĩ thế, kể cả bản thân mình có bị làm sao đi nữa cũng được, nhưng mà mình phải giúp được chị mình hoặc là bố mình trước đã. Em nghĩ là cái sự đồng cảm là ở cái trong nóng ngoài lạnh, em và anh Dương. Em thích nhất là anh Dương ở điểm là rất là anh hùng. Rất là... Có thể nhiều lúc em thấy vô lý lắm. Anh Dương rất là vô lý. Cái kiểu cứ giữ mãi kiểu trong lòng đến khi mà bị bố đánh rồi mà vẫn còn cố mà không nói. Em nhưng mà thích nhất là cái kiểu anh hùng, kiểu cứ xuất hiện trong mỗi cái cảnh mà em cứu chị này hoặc là em đi đánh nhau ấy. Cảm thấy mình đang làm một cái việc rất là tốt ấy. Em nghĩ đấy là anh Dương cũng sẽ thấy điều đấy, không phải một mình em. Thật sự em cũng không thể nào chấp nhận được ai động vào người thân của em. Cái việc mà đánh đấm ấy thì em nghĩ là phải rơi vào tình huống đấy mình mới biết được. Nếu mà quá đáng quá thì mình cũng không biết phải làm nào nữa. Cuộc sống của em trước giờ nó không có cái gì như thế cả. Em bê nguyên bản thân em vào phim, bê cả những kiến thức em học được ở trường và phim nữa. Anh Dương thì bụi hơn em nhiều, em nghĩ thế. Mặc dù đấy vẫn là quần áo của em nhưng mà em phối kiểu khác thôi. Đầu tóc thì trước đấy em cũng đã để như này rồi. Đấy, chỉ cần bê ngoại hình vào thôi. Chỉ có cái là sống, cố gắng tạo cho mình cái khoảng lặng không có mẹ. Thế là em cố nghĩ về anh Dương. Anh Dương không có mẹ thì anh Dương sẽ cảm thấy thế nào? Mình không có mẹ mình cảm thấy thế nào? Bây giờ chẳng hạn như mình không còn mẹ nữa, hoặc là chưa bao giờ nhìn thấy mẹ thì mình cảm thấy nào? Cái việc không còn mẹ nữa và chưa bao giờ có mẹ nó khác hẳn nhau. Nên là em phải nghĩ về cái việc bây giờ không còn mẹ nữa thế nào, thì em cho Ánh Dương một chút cảm xúc
đấy, tại vì là em tin là anh Dương thì không không quá sâu sắc gì tình cảm với mẹ đâu, nhưng mà mẹ là một người rất quan trọng, đấy là điều mà con người ai cũng hiểu được. Nhưng mà anh Dương chưa từng nhận được một cái gì từ mẹ cả. Nhưng mà mẹ là người sinh mình ra, mình thiếu thốn tình cảm của mẹ đã là một cái rất là thiệt thòi. Nên là em làm cái việc đấy cho anh Dương là em nghĩ về hoàn cảnh của nó mỗi ngày, luôn giữ cho nó một khoảng lặng ở bên trong em. Lúc mà đọc kịch bản thì em có khóc. Tại vì là những người mà đã được nhìn thấy mẹ rồi ấy, nó cũng là một mất mát khá lớn. Nhưng mà đây là anh Dương, thật sự là như là không có mẹ luôn á. Nếu mà người ta mất đi mẹ của mình ấy, thì cũng chỉ là mất đi một sự gì đấy rất là lớn thôi. Còn anh Dương thì là anh Dương thiệt thòi hơn rất rất nhiều bạn, là vì anh Dương còn chưa một lần được gặp mẹ, chưa một lần được nghe giọng nói của mẹ hay gì đấy. Em nghĩ đấy là một cái việc rất là buồn cho một đứa trẻ mà lại còn không, mà bố lại còn không hiểu mình ấy, cảm thấy đáng thương lắm ấy. Mẹ em là người ảnh hưởng lớn nhất của em trong cuộc sống. Thật sự là nếu mà không có mẹ em thì em chẳng làm được cái gì cả. Vì mẹ em là người mang lại nguồn động lực lớn nhất cho em. Thật sự tất cả những cái tính cách hay gì đấy, em nghĩ là mẹ em đều là người đứng sau những cái gì đấy. Tức nghĩa là không phải tự nhiên em suy nghĩ người lớn đâu, mà là có thể mẹ em đã để cho em một khoảng nào đấy để em tự ở trong đấy. Em nghĩ là do một cách mà phụ huynh dạy con nó cũng ảnh hưởng rất là nhiều, và mẹ em đã làm được điều đấy, khiến cho em là một người bây giờ em phải biết có trách nhiệm, biết mình cần làm gì này. Mẹ em chăm em như em bé ấy. Mặc dù là em đã 19 tuổi rồi, mẹ em ấy là một người rất là tình cảm nhưng mà không thể hiện hết ra, không nói nhiều về việc mẹ đang yêu con thế nào hay là thế nào. Đấy là cái việc mà chắc là em đã nhìn nhận được, không phải ai cũng hiểu hết được lòng bố mẹ. Nhưng mà em tin là em hiểu đến 95% được mẹ em rồi. Từ tất cả bên sâu bên trong tình cảm hay là nỗi khổ tâm của mẹ em đều hiểu.